Nội dung 400m nữa đã bắt đầu. Nguyễn Thị Huyền, người đã từng giành danh hiệu ở châu lục ở cự ly này. Cự ly 400m tại SEA Games là cự ly mà Nguyễn Thị Huyền được đánh giá rất cao. Nguyễn Thị Huyền đang băng lên, xuất phát ở đường chạy số 7. Trên đường chạy số 3, vận động viên đã có được pha nước rút rất tốt, đó là vận động viên của Malaysia, đó là Sherin Samson Valabui. Nguyễn Thị Huyền về đích thứ hai. Sherin Samson Valabui là người xuất phát ở đường chạy số 3 trong 100m cuối cùng. Thì vận động viên này là người tạo ra những mét nước rút vô cùng hiệu quả và vượt trội hơn những vị trí tiếp theo. Vị trí thứ hai và thứ ba thuộc về hai vận động viên của Việt Nam. Sherin Samson Valabui là người giành huy chương vàng ở cự ly 400m nữ. Chúng ta cùng xem lại những hình ảnh trong những đoạn nước rút cuối cùng, thì vận động viên của Malaysia băng băng về đích.